Cái gì một đồ nó có gì mà được nhiều người chụp ảnh, nhiều người chứng minh như thế nhỉ? Rồi chúng ta cùng vào xem. Ngọc là ai chơi được? Ngọc nó này. Cháu được nó bệnh. Gọi là mùa phúc lộc trường tồn. Đá nó thường. Chất liệu là gỗ nhu đinh. Bên này là tay nghê. Đó, tay nghê. Còn dính chữa là cây long thọ. Đấy là gì? Bên dưới là Di Lặc Bồ Tát ngồi dưới cây cây gốc cây long thọ. Đó. Còn bên này là tay rồng với gỗ đinh nu đinh nguyên khối. Còn đây là quy. Quy tức là rùa. Long lân quy phụng. Đây là long. Long phụng kia. Đi lân kia. Còn đây là ly. Còn đây là quy. Còn đây là phượng. Long ly quy phượng. Này là... em ở đâu đấy? Thái Bình. Ta gọi là tứ linh. Long ly quy phượng tứ linh. Theo điển tích. Long ly quy phượng. Còn giữa là cây long thọ với Di Lặc Bồ Tát đang ngồi dưới cây gốc cây long thọ. Em ơi, bộ này giá bao nhiêu ấy? 4 tỷ 8. À thế à? Phải làm cái bộ mới bánh tráng này cho cái bọc 4 tỷ 8. Phải nhà em tự làm thôi. Bộ phúc lộc trường tồn. Theo kinh A Di Đà Phật có dạy rằng là hiện nay thì Di Lặc Bồ Tát đang tu tại cung trời Đâu Xuất, và 600 triệu năm nữa
thì Di Lặc Bồ Tát sẽ giáng xuống trần gian để hóa độ chúng sinh. Đó, đó là điển tích của Di Lặc Bồ Tát đang ngồi dưới cái gốc cây Long Thọ. Và 600 triệu năm nữa thì Di Lặc Bồ Tát sẽ hóa độ chúng sinh giảng đạo dưới gốc cây Bồ Đề để hóa độ chúng sinh. Và đây cũng là cái lấy theo điển tích đó. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy là chủ nhân là lấy theo điển tích là Long Ly Quy Phượng, bộ tứ linh. Đúng là một kỳ mộc dị thảo. Kỳ mộc dị thảo có 102. Với giá là gần 5 tỷ cho bộ này.